quý vị, chiều nay đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 đến 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc. Công lập với gần 2.200 đơn vị, lớn thứ hai trong cả nước, chỉ sau Hà Nội. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 19 của Trung ương. Tỷ lệ giảm số đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2015 đến 2021 đạt 9,87%. Tuy nhiên, việc nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn những khó khăn nhất định như số lượng biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn cao, đứng thứ ba cả nước. Số lượng biên chế trong giai đoạn 2021 đến 2023 còn có xu hướng tăng. Các ý kiến tập trung làm rõ những hạn chế bất cập và phân tích nguyên nhân về công tác quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, về đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập, đánh giá về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, việc gắn kết tự chủ với trách nhiệm xã hội, trách nhiệm giải trình, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.